Trường trộm, gã giang hồ đất cảng, giết người không gây tay. Trường trộm, biệt hiệu của Lê Xuân Trường, sinh năm 1982 ở xóm chợ, xã Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Được cho là một trong những tay giang hồ đầu tiên dùng súng hoa cải ở đất cảng. Hắn cũng là một tay khét tiếng trong giới ăn cơm tù, mặc áo sọc, bởi hắn chính là tử tù sống dài nhất đất cảng khi đã hơn 6 năm trôi qua mà chưa bị thi hành án. Người ta vẫn nói đất cảng Hải Phòng là vùng đất giữ với hàng loạt những tay giang hồ khét tiếng. Chúng nắm trong tay nhiều đàn em, sẵn sàng giết người, đe dọa để siết đường nợ, dùng súng để thanh toán hay tranh giành địa phận làm ăn. Một thời đao búa, coi trời bằng vùng. Nhắc đến trưởng trộm, bất kỳ ai cũng phải sợ tóc gáy với những tội ác dài dằng dặc của hắn, giết người, cướp của, cố ý gây thương tích. Trưởng trộm bắt đầu nổi lên từ năm 2005. Trong tay hắn sở hữu hơn chục đàn em dưới trướng, chuyên đi đâm thuê, chém mướn người ở đất cảng. Mở rộng địa bàn, hắn giao du, kết nghĩa anh em giang hồ sang cả đất Quảng Ninh. Hắn có phương châm, chơi đẹp làm anh em, còn cướp của nhau thì nói chuyện phải quấy bằng dao kiếm, súng đạn. Ngày 2 tháng 12 năm 2005, sau nghi ngờ có người muốn tổ chức chém người anh kết nghĩa của mình, Trường đã cùng đàn em mang theo kiếm và mã tấu sang Quảng Ninh báo thù rửa hận. Tại đây, đám đàn em của Trường chém nạn nhân đến gục xuống mới bỏ đi. Sau khi được gây án, nhóm đàn em của Trường lần lượt bị bắt giữ. Riêng Trường trộm vì nhanh chân nên đã trốn thoát. Trong thời gian sống chui lủi ở Móng Cái, hắn lần đầu được mục sở thị súng bắn đạn hoa cải. Nghĩ sẽ nâng được số má giang hồ của mình, hắn đã mua một khẩu súng với giá 2 triệu đồng. Từ đây, Trường trộm được giới giang hồ đất cảng nhắc đến như một kẻ khát máu, bởi hắn cứ rút súng ra là phải bắn một ai đó để triệt hạ hoặc giàn mặt thị uy. Sau 7 tháng ẩn núp, Trường trộm đã nhanh chóng tụ tập đàn em để thực hiện những phi vụ đâm chém người để cướp tài sản. Hắn luôn cho rằng những phi vụ cướp của mình là tinh vi, không thể tìm ra được manh mối nên thực hiện ngang nhiên nhiều vụ cướp, giết liên tục bằng súng hoa cải. Cuộc vây bắt nghẹt thở và những lần suýt chết. Với quyết tâm phải phá bằng được vụ án, Ban Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đã giao nhiệm vụ cho Chỉ huy Phòng Cảnh sát Hình sự và đội trọng án trực tiếp chỉ huy chuyên án. Theo lời kể, hành trình vây bắt tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm Trường Trộm đã diễn ra rất gian nan, thậm chí có lúc đe dọa đến cả mạng sống của các trinh sát. Một trinh sát tham gia cuộc vây bắt kể lại: một lần, cùng anh em trinh sát nằm trong bụi cây để theo dõi ổ nhóm của Trường hoạt động, thì bỗng nhiên hắn suy nghĩ rút súng xả một loạt đạn về chỗ trú ẩn của chúng tôi. Mặc cho đạn sượt qua người, nhưng anh em vẫn phải nằm im, bởi lúc đó chúng tôi mà đứng dậy nổ súng thì chỉ có thể hạ gục được vài tên, số còn lại sẽ trốn thoát và tiếp tục lộng hành. Do Trường trộm sử dụng nhiều chiêu trò tinh vi nên các trinh sát đã phải ngày đêm lăn lộn khắp các nơi để nắm bắt tình hình, thu thập những thông tin dù là nhỏ nhất liên quan đến Lê Xuân Trường. Sau hơn một tháng trời truy tìm manh mối, các trinh sát phát hiện Trường đang yêu một nữ sinh lớp 12 nhà ở khu vực Đê Trần Khát Chân, Hà Nội. Đến ngày 2 tháng 12 năm 2006, hai mũi trinh sát ở Hà Nội đã phát hiện Lê Xuân Trường đến gặp và đón người yêu đi chơi. Qua điều tra, trinh sát còn nắm được thông tin Trường có quan hệ với Trần Tuấn Hùng, tức Hùng Hà Nội, ở ngõ 325 đường Giảng Võ, phường Cát Linh, Hà Nội. Sau khi nắm chắc những nơi Trường thường lui tới, chiều ngày 3 tháng 12 năm 2006, nguồn tin cho biết tối cùng ngày nhóm của Trường sẽ tụ hội tại một nhà hàng ở đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Xác định thời cơ đã đến, ngay lập tức lệnh cất vó được ban hành. Để có thể tóm gọn tên cướp khét tiếng này, hàng chục trinh sát đã cải trang, trực chờ dày đặc trong và ngoài nhà hàng. Tuy nhiên khi hành động, các trinh sát báo ra là trong nhóm của Trường trộm vẫn thiếu một tay chân đắc lực của Trường là Bùi Văn Ngọt. Ngoài ra, bên trong nhà hàng rất đông khách và bên cạnh Trường luôn có một chiếc ba lô, rất có thể có súng hoa cải để bên trong. Vì lẽ đó, các trinh sát đành phải ém quân, tiếp tục tính toán phương án tác chiến. Suốt gần 2 giờ đồng hồ mai phục, cuối cùng Bùi Văn Ngọt đã xuất hiện. Khi các mũi đánh án lập tức vào vị trí để chuẩn bị ập đến, khống chế đối tượng, thì đúng lúc này, Lê Xuân Trường đứng dậy ra về. Lệnh tấn công đã được phát ra, Trường và đồng bọn sắp xa lưới thì bất ngờ, hai chó nhỏ ở bàn bên cạnh chạy ra nô đùa với nhau ngay gần bàn ăn của những tên sát thủ. Vậy là toàn bộ kế hoạch theo dõi, vây bắt đối tượng tại nhà hàng bị đổ bể. Quyết không nản chí, các trinh sát rút khỏi vị trí, chia làm nhiều tổ, một tổ bám theo nhóm sát thủ, những tổ khác thì đi trước chặn chốt dọc tuyến đường về nhà Hùng ở phố Cát Linh như La Thành, Giảng Võ, Cát Linh.
Sau hơn chục phút bám đuổi, nhóm của Trường đi đến ngã tư Giảng Võ, Đê La Thành thì dừng lại do gặp đèn đỏ. Xác định đây là thời cơ có 102, hàng chục trinh sát từ nhiều phía ập đến, khống chế và bắt gọn Lê Xuân Trường cùng toàn bộ đồng bọn ngay trên đường. Lĩnh án và sự ân hận muộn màng. Khi bị cơ quan điều tra bắt, Trường Trộm vẫn lì lợm, ngoan cố, gã không hé răng khai bất cứ điều gì. Nhưng với sự khôn khéo của các điều tra viên, khi nhắc đến người vợ ở quê mới đẻ được 7 ngày, đúng ngày gã bị bắt, thì đôi mắt sắc lạnh của hắn đã không che giấu nổi. Hắn gục đầu xuống bàn khóc nấc lên thành từng tiếng, rồi lặng lặng xin giấy viết toàn bộ chi tiết những vụ giết người, cướp tài sản, trả thù cá nhân mà mình đã từng gây ra. Những ngày trong phòng biệt giam, dài dằng dặc, gã nghĩ đến gia đình rất nhiều. Ông trùm khét tiếng một thời từng tâm sự rằng gã ân hận, say dứt vì mình chưa làm tròn trách nhiệm của người chồng, người cha. Thế giới ngầm, kênh thông tin chọn lọc về các thế lực ngầm, trùm xã hội đen, mafia, hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.